Một trong số nhiều nguyên nhân gây nên bệnh guốc mà chúng tôi có thể kể ra như sau, do độ tuổi. Tuổi càng cao càng dễ bị guốc, do chế độ ăn uống nhiều purin, do yếu tố về gen, do thói quen sinh hoạt lười vận động. Uống ít nước hoặc là do uống nhiều bia, rượu và thực phẩm bổ dưỡng chứa nhiều purin dẫn đến việc chuyển hóa purin thành axit uric tăng cao dẫn đến dư thừa tạo thành các tinh thể muối urat gây ra bệnh guốc. Hiện nay, trên thị trường đã có sản phẩm guốc AZ với các thành phần trị guốc được chiết xuất 100% từ các thành phần tự nhiên như sỏi rừng, có vị đắng, cay, hơi ấm, dễ có nhiều tinh dầu, có tác dụng hoạt huyết, trừ thấp qua đó giảm đau. Tiêu viêm, cây sói rừng tác động trên hệ thống miễn dịch tương tự như dễ nhân sâm, nghệ vàng. Là một nguyên liệu quá nổi tiếng với hoạt chất cơ chống oxy hóa, chống ung thư, hạ mỡ máu. Điều trị viêm loét dạ dày, làm đẹp, phục hồi và bảo vệ sụn khớp, nghệ vàng là một thành phần không thể không được vinh danh trong sản phẩm guốc AZ. Củ giấy Củ giấy vốn là một bài thuốc trị mụn nhọt và bệnh guốc nổi tiếng trong dân gian. Đã được áp dụng từ nhiều đời nay, cao cẳng, nhờ chứa thành phần saponin, flavonoid, cumarin. Chiết xuất cây cao cẳng trong thực phẩm chức năng guốc AZ có tác dụng hoạt huyết tiêu viêm mạnh. Chống oxy hóa bảo vệ và tái tạo sụn khớp, mỏ quạ, có vị đắng, tê, mùi nồng, tính ấm. Cây mỏ quạ được y học cổ truyền khẳng định với tác dụng hoạt huyết, phá ứ, khu phong. Thư cân chấm QUA đó giúp giảm đau tiêu tích, hướng dẫn sử dụng guốc AZ một cách hiệu quả, người mắc bệnh guốc nặng hoặc bị lâu. Uống 2 viên một lần, 2 lần một ngày vào lúc 8 giờ sáng và 12 giờ trưa, người có nguy cơ mắc bệnh hoặc mới bị guốc. Uống một viên một lần, hai lần một ngày, sản phẩm chiết xuất từ thảo dược, an toàn, có thể sử dụng thường xuyên. Hiện tại sản phẩm có giá bán là 399.000, một hộp là 30 viên, sản phẩm guốc AZ với các chiết xuất từ các thảo mộc thiên nhiên. Những bài thuốc tuyệt vời đã được nghiên cứu và áp dụng từ nhiều đời nay, sản phẩm guốc AZ có công dụng là hỗ trợ điều trị bệnh guốc. Phòng ngừa các cơn đau guốc tái phát, sau đây là lưu ý khi sử dụng sản phẩm guốc AZ, tất cả thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Tư vấn viên sẽ gọi điện lại cho bạn để xác nhận đơn hàng và tư vấn cho bạn trong vòng 24 giờ. Bạn vui lòng để ý điện thoại, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bạn có thể đặt hàng theo địa chỉ website bên dưới video này, nếu bạn thấy video này có ích. Hãy like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.